Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Thưa anh chị em, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Và tôi bỗng nghĩ là hóa ra chúng ta lăn lộn qua bao nhiêu hệ ý thức, chúng ta lăn lộn qua bao nhiêu cuộc đấu tranh, để rồi cuối cùng thì mình khám phá ra rằng mình lại phải trở về với cái con đường mà ông Giêsu ở làng Nazareth cách đây 20 thế kỷ đã đề nghị, đó là sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Bởi lẽ nếu mà không có tấm lòng thì những công việc lớn lao vĩ đại nhất nó cũng có thể trở thành thấp hèn và xấu xa nhất. Còn có công việc nào cao quý thánh thiện cho bằng việc đọc kinh cầu nguyện với Chúa? Ấy thế mà khi người ta không có tấm lòng thì như Chúa Giêsu nói hôm nay, người ta đọc kinh để nuốt tài sản của các bà quá. Người ta biến cái việc thờ phượng Thiên Chúa thành một phương thế để làm giàu. Giả như phương thế để tích lũy công đức mà lên thiên đàng thì cũng còn hiểu được. Còn đằng này lại là phương thế để nuốt tài sản thiên hạ. Khi người ta không có tấm lòng thì ở trong những cái hành động tưởng là cho đi rộng rãi lắm mà hóa ra vẫn chỉ là lấy lại. Tôi nhớ đến Thánh Phaolô nói ở trong thư thứ nhất Côrintô chương 13 rằng: nếu tôi không có đức ái thì cho dẫu tôi đem cả gia sản vốn liếng mà chia cho người nghèo cũng vô ích. Đâu có phải cứ làm việc bác ái mà đã là tình thương đâu, khi nó không có tấm lòng. Cụ thể nhất, trong những ngày này thành phố chúng ta dậy lên cái phong trào cứu trợ nạn nhân lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. Và báo chí cũng đã lên tiếng về một vài xí nghiệp biến cái việc cứu trợ thành một công việc quảng cáo cho mình. Như vậy thì người nghèo đâu có phải được nhắm đến vì tình thương, vì tấm lòng, mà họ trở thành phương tiện để làm ăn, cho dẫu một phương tiện rất đẹp. Cho nên khi mà người ta không có tấm lòng thì những việc tưởng chừng là đẹp đẽ cũng có thể trở thành xấu xa. Và ngược lại, khi người ta có tấm lòng thì những việc rất bé bỏng trở thành vĩ đại. Chỉ có một tấm bánh để giúp đỡ cho Elia nghĩa là gì đâu anh chị em. Chúng ta vẫn có thể mời nhau ăn một bữa cơm, kể cả ăn ở nhà hàng cơ mà, còn tấm bánh thì ăn thua gì. Chỉ có 2 đồng tiền mà đáng giá 1/4 của đồng bạc Roma bỏ vào hòm tiền đền thờ thì thấm thía gì, quá bé bỏng. Nhưng bởi lẽ đó là tấm bánh và đồng tiền của những con người có một tấm lòng yêu thương thực sự, cho nên 2 đồng tiền đó được đánh giá là lớn lao nhất, cái tấm bánh đó được đánh giá là quý giá nhất. Khi người ta có tấm lòng thì những việc bình thường lại trở thành vĩ đại. Và cái cuộc sống hôm nay
người ta đang cần đến tấm lòng như thế. Khi mà gian dối càng ngày càng nhiều, khi mà người ta đến với nhau bằng những vẻ bên ngoài càng ngày càng nhiều, khi mà đủ thứ giả hết, riết thì cuối cùng có nhiều giả luôn, thì người ta lại càng cần đến tấm lòng đó nhiều hơn. Và người công giáo của mình phải là người sống điều đó trước hết, bởi lẽ đó là tinh túy của tin mình. Nếu có những người ở ngoài giáo hội công giáo hôm nay nói rằng khi nào không có người công giáo nào xấu hơn tôi thì tôi sẽ vào đạo, cái câu đó thì anh chị em nghĩ sao? Mà tôi bỗng cảm thấy nhức nhối. Cho nên cái mà xã hội cần là tấm lòng thì lại phải được bắt đầu từ chính chúng ta, những người đi theo Chúa Giêsu. Và người công giáo có một phương pháp để tập sống cái tấm lòng đó mà những anh chị em không có niềm tin tôn giáo ít có. Cái phương pháp của người công giáo đó là đặt mình đối diện với Thiên Chúa. Bởi lẽ anh chị em thấy đó, ai trong chúng ta cũng có cái bề ngoài và cái bên trong. Và trong cuộc sống hàng ngày thì mình chỉ nhìn thấy nhau ở cái bên ngoài. Và vì thế ai cũng dễ bị cám dỗ để dùng cái bên ngoài rất đẹp đẽ mà che chắn cái bên trong. Thế nhưng khi ta đến với Thiên Chúa thì không. Bởi lẽ Thiên Chúa đâu có nhìn bên ngoài, mà Thiên Chúa nhìn vào chiều sâu tâm hồn. Cho nên khi mình đến với Thiên Chúa là đến với tất cả cái chân trụi của mình, cái khốn cùng của mình, kể cả cái xấu xa tội lỗi của mình, không chạy đi đâu được. Lạy Chúa, Chúa dò xét con và người đã biết. Người biết khi con nằm, khi con ngủ, dù con có chất cánh để bay đến tận trời xa, Chúa cũng biết. Dù con có trốn vào rừng thẳm âm u hay là xuống đáy biển, Chúa cũng biết. Khi mà ta đến với Chúa là đến một cách trần trụi, nó lộ ra con người thật của mình, để mình định hình lại xem trong tất cả những công việc của mình, cái ý hướng đích thực nó nằm ở chỗ nào. Thành thử ra tôi nghĩ người công giáo của mình có một phương thế rất hay, đó là đối diện với Thiên Chúa để bộc lộ ra tấm lòng thật của mình. Và khi mà mình đến với Thiên Chúa bằng tấm lòng chân thật thì hy vọng là mình cũng có thể đến với nhau bằng tấm lòng chân thành như vậy. Thưa anh chị em, khuôn mặt của hai người phụ nữ hôm nay đã cho đi tất cả những gì họ có. Tôi nghĩ khuôn mặt đó chỉ nhằm làm nổi bật lên khuôn mặt của Chúa Giêsu trong thánh lễ. Hãy cầm lấy mà ăn. Chúa Giêsu đã không cho chúng ta cái thừa thãi, mà Chúa Giêsu cho đi chính mình. Hãy cầm lấy mà ăn cơ mà, là cho đi chính mình. Thì ước gì khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu đấng đã cho đi chính mình như thế, cái tâm tư của Chúa Giêsu cũng thấm vào lòng chúng ta, để ta cư xử với nhau bằng tấm lòng trong cuộc sống hàng ngày.